Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Như đã hứa, hôm nay Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn một phiên bản đặc biệt của bộ sưu tập Aquanaut đến từ nhà Patek Philippe. Và như các bạn đã biết, đó chính là chiếc đồng hồ 5168G với mặt số và dây đeo màu xanh navy rất là hút mắt các bạn ạ. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút thông tin về chiếc đồng hồ này trước khi review các bạn nhé. Đầu tiên thì bộ sưu tập Aquanaut của Patek thì lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1997. Và nhân cái sự kiện 20 năm ra mắt bộ sưu tập thì Patek đã giới thiệu tới chúng ta một phiên bản Aquanaut với đường kính rất là lớn, với mặt số và dây đeo cũng rất, với màu sắc cũng rất là thời thượng. Đó chính là phiên bản 5168G với mặt số và dây đeo màu xanh navy. Aquanaut thì là một bộ sưu tập đồng hồ thể thao với được gọi là một người em của những chiếc đồng hồ Nautilus đắt giá. Và như các bạn đã biết thì hiện tại bây giờ chúng ta mua Nautilus với giá retail gần như là không thể, mà chúng ta phải bỏ ra một khoản phí premium, hoặc là trừ khi bạn là một vị khách hàng lâu năm của Patek và bạn phải đợi trong một thời gian cũng khá lâu. Sau đây thì chúng ta hãy cùng review chi tiết chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Thì chiếc đồng hồ này như các bạn đang thấy, ngoại hình thì không có quá nhiều điểm khác biệt với phiên bản 5167R và 5167A mà tôi đã review ngày hôm trước. Thì phiên bản này là 5168 với đường kính to hơn là 42mm. Và đây cũng là một chiếc Aquanaut lớn nhất trong bộ sưu tập. Cái kích thước này thì có một phần là liên tưởng đến mẫu Nautilus đầu tiên ra mắt năm 1976 với biệt danh Jumbo. Chất liệu của chiếc đồng hồ này cũng rất là xa xỉ, cao cấp hơn, đó chính là vàng trắng. Chúng ta sẽ thấy được một cái vành bezel bát giác quen thuộc, được trải xước từ trên xuống dưới rất là đều và đẹp mắt. Các tay càng được đánh bóng rất là tỉ mỉ và kỹ càng, có thể sẵn sàng soi gương. Đó, phần thân cũng như là phần bảo vệ núm cũng được đánh bóng rất là tỉ mỉ và chỉn chu. Tiếp đến đó chính là phần dây đeo. Thì dây đeo thay vì là màu đen hoặc màu nâu thì tôi có cái cảm tình với cái màu xanh này hơn. Bởi vì sao? Bởi vì màu xanh với màu xanh navy với cả cái chất thép, chất cái màu sắc kim loại. Tôi hay nói màu sắc kim loại với những cái chất liệu như là thép này, platinum này, vàng trắng này rất là phù hợp. Đó, cái màu xanh thì nó rất là phù hợp với cái chất liệu, những cái chất liệu mà tôi vừa nêu trên. Và cái bộ khóa đi kèm với Aquanaut 5168 thì là một bộ khóa gập. Đó, giống như 5167. Chúng ta hãy nhìn đến đáy của chiếc đồng hồ này thì đáy của chiếc đồng hồ này là dạng đáy kính. Đó, dạng đáy kính cho phép chúng ta nhìn được cái cỗ máy, chiêm ngưỡng cỗ máy 324 ở bên trong. Thì cái cỗ máy này cũng giống với cả cái model 5167. Tuy là cùng với caliber 324 với 213 linh kiện này, 29 chân kính, nhưng cái bộ máy này chỉ dày có 3,3mm. Cái cỗ máy 324 với cái rotor trung tâm là một trong những cỗ máy được sử dụng nhiều nhất và ổn định nhất của Patek Philippe. Thì cái cỗ máy 324SC đang ở trong chiếc 5168G này thì được sở hữu cái bánh xe cân bằng Gyromax và dây tóc Spiromax độc quyền của nhà Patek, có thể hoạt động liên tục đến 45 giờ với tần số 28.800 nhịp trên 1 giờ. Và cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này cũng được khắc một cái con dấu Patek Philippe với biểu tượng là PP thay cho con dấu Genève. Cái chuyện này thể hiện là bộ máy được điều chỉnh với độ chính xác tối đa và hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao nhất. Nếu tính theo thông số cũng như là độ chính xác của cỗ máy 324SC này thì nó sẽ xếp ngang hàng, xem với Rolex, thậm chí là Grand Seiko với sai số là cộng trừ 2 đến cộng trừ 3 giây một ngày. Tuy nhiên ý, là nếu mà so về độ hoàn thiện thì máy của Rolex không bao giờ được sắp xếp ngang hàng với cả Patek cả. Bởi vì sao? Vì máy Patek phải nói là rất là đẹp mắt các bạn ạ. Đó, như các bạn có thể thấy rotor bằng vàng này, những điểm trang trí rất là thu hút, và những chân kính được bố trí và những cái dấu khắc ở trên trên cụ máy này cũng rất là tỉ mỉ và kỳ công. Đó, về mặt số của chiếc đồng hồ này, chúng ta hãy quay trở lại mặt số của chiếc đồng hồ này
mặt số của chiếc đồng hồ 5168 với cái mặt số của 5168 không có điểm gì khác biệt với những phiên bản 5167 cả, chỉ đơn thuần là nó to hơn thôi và màu sắc nó khác hơn một chút. Màu xanh chủ đạo với các cọc chỉ giờ này, kim này, kim giờ, kim phút này, kim dây này, màu trắng trên nền xanh chủ đạo. Với những cái hình kinh độ, vĩ độ ở trên trái đất, đó là những cái điểm mấu chốt mà khiến cho cái mặt số của 5168 nhìn trông nó có chiều sâu hơn và hút mắt nhìn của chủ sở hữu hơn. Và trong 3 chiếc đồng hồ Aquanaut vỏ thép, vỏ vàng hồng và vỏ vàng trắng, các bạn thích chiếc đồng hồ nào nhất? Hãy comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.